thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương hey, nhau. Hey. We can fly, fly through the sky. Woo. We can fly so high. Gia đình là số một, gia đình là số một. Còn á, sao không tới chỗ mẹ liền luôn? Tự nhiên ghé vô quán cà phê đó chi vậy? À, nãy con thấy còn sớm quá nên con ghé qua uống cà phê chút xíu. Mà con đi với cô Hiền mà, có gì đâu mà mẹ lo. Có cô Hiền đó nữa hả? Dạ. Tới đó chi vậy? À, như là cô đi coi mắt đó mẹ. Cái gì? Ây da. Trời, sao mẹ thắng gấp quá vậy mẹ? Con đang nói cái gì hả? Cô Diệu Hiền đi coi mắt hả? Dạ đúng rồi. Ủa? Nếu vậy thì còn chuyện của cô Diệu Hiền với lại chú Phúc nhà mình sao? Hai người đó đường ai nấy đi lâu rồi mẹ. Hả? Chia tay? Dạ đúng rồi. Sao chia tay? Con cũng không biết nữa. Con phải biết chứ, con biết cái gì con nói cho mẹ nghe coi. Con không biết thiệt mà, cô Hiền không có nói cho con biết. Nói đi, biết cái gì nói. Con không biết thiệt, con thề luôn á, con không biết thiệt. Không biết thiệt? Dạ, con không biết cái gì luôn á. Ok. Nhưng mà khi nào biết nhớ nói mẹ nghe nghe chưa? Dạ dạ. Nhưng mà con đau ngực quá mẹ. Làm gì đau? Mẹ thân gấp đó. Đàn ông con trai có xíu mà đau. Dạ dạ sao nữa mẹ? Có thiệt là không biết không? Dạ con biết thiệt mà, con thề luôn á, con thề có ai ở đây con cũng thề được luôn á. Thôi đi. Xong chưa em? Để em xíu, em xếp đồ xong rồi. Con trai của ba hôm nay ngoan quá ha. Đi chích ngừa mà không khóc mới ghê chứ. Đàn ông trưởng thành rồi. Tất nhiên rồi, con trai của em mà, phải ngoan thôi, đúng không con trai? Đúng không? Mẹ hỏi kìa. Nè, mà hôm nay á, bộ anh không tặng quà cho em hết trơn hả? Hôm nay là 20 tháng 10 chứ bộ. Dù sao á thì em cũng là mẹ của con trai anh mà. Đúng không? Làm gì mà mặt chưng hửng vậy? Đâu có gì nghiêm trọng đâu. Em chỉ nói chơi thôi mà. Anh đừng có nghĩ em không có ai tặng quà xong rồi đòi quà anh nha. Hôm nay em được nhiều người tặng quà lắm đó. Ai tặng vậy? Bí mật, không có nói cho anh nghe đâu. Xong rồi nè. Đi, về nha, về nha. Đi chào. Ôi trời Quang, đi về nha. Hôn mẹ đi về. Nè. Nè. Hôn mẹ đi. Giỏi. Rồi. Bye. Anh về nha. Bà nghe nói bà đi coi mắt hả? Sao rồi bà? Thì không được. Sao vậy? Bộ ông thấy ghê lắm hả? Không phải, cũng bình thường nhưng mà chắc là không hợp thôi. Mà làm như là tôi ế lắm không bằng vậy đó. Mai mối hết người này người khác rồi gặp hết người này người khác cho tôi. Bà thay đổi nhiều quá, cứng cỏi hơn xưa rồi. Chứ gì nữa, tại vì tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ bộ. Mà tự nhiên ngu ngốc chồng đầu vô cái người đã có gia đình rồi. Nói vậy còn không có gì đặc biệt nữa chứ. Đáng lẽ bà phải nghĩ được như vậy sớm hơn chứ. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ai cũng nói là quyết định của tôi như vậy là sáng suốt lắm. Vậy nha, có gì liên lạc sao ha. Anh, sao anh nghe lén, sao anh nghe lén em nói chuyện vậy? Ờ, đâu có.
Anh đang trên đường về. Cái đang đi thì tự nhiên gặp em vậy thôi. Anh đứng đây. Anh từ hồi nào anh nghe hết rồi hả? Đâu có. Thôi anh về nha. Em xin lỗi. Em không cố ý nói như vậy đâu. Em xin lỗi anh. Có gì đâu mà em phải cần xin lỗi. Em có nói gì sai đâu. Em đi coi mắt hả? Gặp người tốt thì hay quá. Chúc em hạnh phúc nha. Bà về rồi hả? Hôm nay đi coi mắt thì sao rồi? Lại gặp mấy người trời ơi rồi đúng không? Xuống đây. Thôi đừng có buồn nữa. Hôm nay là 20 tháng 10. Tôi sẽ tặng bà một giỏ quà nha. Ủa sao? Sao tự nhiên nhà mình nhiều quà quá vậy? Nè, cái giỏ hoa này là của ông thám tử mất trí. Còn mấy cái giỏ hoa này là của mấy đứa nhỏ nè. Long, Du Miên, Minh Mẫn đồ á tặng tôi. Trời, không biết sao tụi nó thương tôi thấy ghê luôn à. Chắc tôi chết quá. Ủa, không có được tặng hoa thôi mà. Mình sao bà buồn quá vậy? Sao tôi sống nổi bây giờ kiếp chi? Vậy luôn á hả mẹ? Trời ơi, con không thấy cảnh tượng đó đâu, dễ thương lắm chứ sao không? Nguyên một cái phòng mà ba con rải đầy quá không hết. Nè, có đèn cầy nữa nghe. Trời ơi, lãng mạn quá vậy. Con hồi đó cũng tính làm con rải hoa hồng mà quên bẻ gai, bả nằm trên gai đâm mà bả giận con luôn. Ba ơi, ba, tôi về đây. Ông xã. Ông xã của bé Năm mới về hả? Ngồi đây nè. Sao ấy da mệt quá, bà làm cho tôi đi cam uống đi. Được rồi, ông xã đi làm về mệt đó hả? Được rồi, để mấy Năm xuống pha cho ông xã đi nước cam nha. Năm đi nha. Gì vậy? Làm gì? Bắn tim á ba, bắn tim á. Đúng là sói ca. Cái gì? Một căn phòng hoa hồng ha. Trời ơi ba ơi. Nến lung linh ha. Con ngờ ba lãng mạn vậy luôn á. Thêm cái bếp điện vô nữa ha. Đứa bà má cái gì ba cũng kể. Để đi cô tin nhắn nó chết. Ha, đi đụng ba không biết xin lỗi nữa. Anh đi lên coi mấy đứa nhỏ coi làm sao rồi. Trời ơi, tự nhiên đang cười vui lên, ngày mai chủ nhật mà. Em kêu anh lên coi thì coi tụi nó đi, nhiều khi tụi nó lo chơi, không có lo học hành gì hết trơn. Trời, chưa có kịp ăn chứ, này đừng ăn mấy này chưa anh nha. Nhanh lên. Nè, bà uống thuốc gì vậy? Tôi bị nhức đầu. Vậy thôi tôi xuống dưới nhà tôi mua đồ một cái. Bà nằm nghỉ ngơi đi nha. Bà có ổn không vậy? Thank you.
thật sự ổn không đó. Tôi không sao hết, bà đi đi. Ủa, không có số của Diệu Hiền gọi. Không lẽ chia tay thiệt rồi sao ta? Diệu Hiền. Ê, Diệu Hiền. Nè. Ủa, sao bà nói bà đi ngủ mà lái xe đâu vậy ta? Ta. Tôi chết rồi. Anh nghe nè. Anh Phúc ơi, có chuyện lớn rồi. Sao? Em nói thiệt hả? Sao rồi em? Em gọi điện quá trời luôn mà bà không có bắt máy. Cô nói gì không? Hồi nãy bà chỉ nói với em là bà nhức đầu, uống thuốc rồi đi ngủ. Mà chưa có gì đã chạy đi luôn à. Mà gọi điện nãy giờ thì không có chịu bắt máy. Nửa đêm rồi cô ấy ra ngoài làm gì? Mà nè, em có thấy cô có biểu hiện gì lạ không? À, mấy nè, cái giỏ hoa này là của ông thám tử mất trí. Còn mấy cái giỏ hoa này là của mấy đứa nhỏ nè, Long, Du Miên, Minh Mẫn đồ đó tặng tôi. Trời, không biết sao tụi nó thương tôi thấy ghê luôn à. Chắc tôi chết quá. Nga, bà uống thuốc gì vậy? Tôi bị nhức đầu. Hồi nãy em nhớ bà lạ lắm. Có khi nào bà làm chuyện dại dột không anh? Em nói gì vậy? Ồ, nè, anh nhìn đi. Hồi nãy á, bà uống cái thuốc này nè. Em sợ là thuốc ngủ á, anh coi có phải không vậy? Để anh tra thử. Anh kiểm tra nha, em vô phòng coi bà có còn để lại manh mối gì không? Chị ơi, thuốc ngủ chị ơi. Anh Phúc, bà trong phòng bà có cái tờ giấy này nè, ghi là thủ dòng một. Thủ dòng một là Bình Dương hả? Bình Dương? Bây giờ nửa đêm rồi, cổ ra đó làm gì? Anh sợ bà làm chuyện dại dột quá anh. Hai đứa mình đi tìm bà mau lên đi. Anh Phúc, anh Phúc, anh định đi bằng xe máy hả? Thôi đi bằng xe của em nè. Xe gì? Xe ô tô. Ở đâu ra vậy? Em làm gì có tiền mà mua? Ông bác hai của em á, mua mà ông ở dưới quê á. Đường dưới quê xấu quá cho nên ông gửi trên này cho em đi. Thấy em có hên không? Đâu, mình khóa cho anh đi. Nè, mau lên đi. Lại lên. Xin lỗi cô khi gọi cô đột ngột ra như vậy nha. Nhưng mà Kim Chi có biết tụi mình gặp nhau vậy không? Dạ không. Chị đã dặn em vậy rồi mà. Nhưng mà chị hẹn em ra có chuyện gì không chị? Ok, chị cũng nói thẳng với em nha. Thật ra là chị muốn giúp em á. Giúp em chuyện gì chị? Tại vì chị biết á là em với lại chú Phúc nhà chị đang quen nhau. Mà hình như là hai người đang giận nhau đúng không? Á, bên đây có cái đường quẹo trái nè, anh quẹo vô đây nè.
quẹo bên trái vô đây nè, anh đi đâu nhở? Trên kia có đường quẹo phải mới đúng. Đường này mà. Nghe lời anh đi. Tại sao hai người lại chia tay? Chị thấy hai đứa rất là hợp với nhau và rất là xứng đôi mà. Tại sao chia tay vậy? Em cũng không biết nữa. Anh chỉ nói với em là em với anh không thể nào tiếp tục được với nhau thôi hả chị? Phải có lý do gì chứ? Anh không có nói. Chị nghĩ là chắc chắn phải có lý do gì đó chứ không khơi khơi như vậy được. Em không biết là có lý do gì không nữa. Hay là có liên quan đến Kim Chi? Dạ không, không phải gì đâu chị. Chắc là không phải vậy đâu. Sao kỳ vậy ta? Chị ơi. Hả? Em rất là cảm ơn chị. Thiệt sự em thấy chị quan tâm em như vậy, em xúc động lắm. Nhưng mà chị biết đó, chuyện này cho dù em không muốn nhưng mà cũng đã xảy ra rồi. Tụi em cũng đã chia tay nhau rồi chị. Mà chị à, sao em? Chị viết như vậy rồi, mai em có được lên báo không chị? Có khi nào chú Phúc chia tay cô là vì cô bị như vậy không? Em bị gì vậy chị? À không, em thấy chị ghi. Không, tại vì cái chị phải ghi ra từ đầu đến cuối như vậy để mà chị phân tích coi là lý do tại sao mà em với chú Phúc chia tay, em hiểu không? Thì chị coi nha. Để chị logic nó lại. Không lẽ hai người chia tay là chuyện này sao ta? Chuyện gì vậy chị? Vắng vẻ thấy ghê trời, không bóng nhà vậy. Anh tự chạy vô đường này chứ ai mà anh còn nói nữa. Có cái gì vậy? À, sao giống xe sắp hư vậy? Nè nè nè. Ủa? Xe bị gì vậy? Bộ xe bị hư rồi hả? Thì cùi bắp nó hư đúng rồi. Cùi bắp cái gì mà cùi bắp? Hay là anh bấm lộn cái nút nào trên xe? Em nói gì vậy? Xe em đời cũ, có nút nào để bấm lộn? Nhưng mà trước khi chạy vô đây á, như vẫn chạy bình thường mà, từ khi anh quẹo cái đường này nó mới bị chứ bộ. Thì cùi bắp thì nó mới bị. Cùi bắp hồi nào? Nè, hay là do hồi nãy á, anh nhồi ga dữ quá cho nên là xe đã bị nóng máy. Đủ rồi nha. Hồi nãy đổ thừa người ta nhấn lộn nút nào đó, rồi bây giờ đổ thừa người ta nhồi máy quá là sao? Xe cùi bắp phải chịu xe cùi bắp chứ. Cùi bắp hồi nào? Xe em vẫn chạy ngon lành mà, từ khi anh chạy mới bị vậy chứ bộ. Nè, em phải suy nghĩ, cẩn thận lời nói của mình nha. Đừng nói càng như vậy. Thôi được rồi, anh đúng hết, được chưa? Chị nghĩ á, là cái chuyện này á, có liên quan đến gia đình của em thiệt đó. Không thôi, em gọi điện thoại cho chị của em hỏi thử coi. Em nghĩ nhiều khi không phải vậy đâu. Em cứ gọi hỏi thử coi sao. Dạ. Ôi, sao Kim Chi gọi cho em nhiều quá vậy ta? Vậy hả? Dạ. Em nhớ đừng có nói là hai tụi mình gặp nhau nha. À, dạ em không có nói đâu. Chắc Kim Chi về nhà mà không thấy em, để em gọi lại. Sao nóng dữ vậy ta? Bị gì vậy? Biết nữa, máy nóng quá. Máy đồ quỷ này. Nè, anh coi có sửa được không? Ê! Diệu Hiền gọi nè. Bắt máy. Alo, bà hả? Bà đang ở đâu vậy? À,
tôi đi cà phê với bạn chút xíu tôi về ạ. Bộ bà về nhà rồi hả? Hả? Bà ở Sài Gòn hả? Vậy sao tôi gọi điện hoài bà không bắt máy? Bà có biết là bà làm tôi lo lắm không? À, xin lỗi bà nha. Tại vì tôi để điện thoại rung mà để trong túi sách nữa, cho nên không có biết là bà gọi. Bà làm cho tôi với ảnh. Bà không sao là được rồi. Vậy yên tâm rồi. Lần sau bà đừng như vậy nữa nha. Làm cho tôi lo gần chết à. À, tôi biết rồi. Vậy thôi á, bà tranh thủ về nhà sớm đi. Rồi về á, có gì gọi cho tôi biết nha. Ờ, có gì tôi gọi cho bà. Vậy nha. Ừ, bye bye. Hay quá ha. Ba chớp ba nhoáng. Nghe không có kỹ gì hết, thấy không có kỹ gì hết. Chạy xuống đây. Anh cũng hiểu lầm chứ làm như là có mình em vậy. Thôi mệt quá. Gọi bảo hiểm xuống đi, lẹ, nó giải quyết kìa. Xe này chưa có mua bảo hiểm. Em nói gì? Đi xe hơi mà không mua bảo hiểm? Xe này có phải là xe của em đâu. Với lại em cũng mới lấy ngày hôm nay à, sao mua kịp? Tại vì em cũng đang tính mua nhưng mà mua không kịp chứ bộ. Có phải em muốn vậy đâu. Thôi, chuyện của em cũng có muốn đâu à. Đừng nhìn em với bộ mặt đó nữa mà. Ok, tôi biết rồi. Cảm ơn cho tôi biết chuyện này nha. Ok, bye. Bây giờ chị đã chắc chắn rồi. Cái chuyện hai đứa chia tay nhau á là liên quan đến chị hai của em đó. Hả? Tại sao lại liên quan tới chị của em? Tại vì trước khi mà chia tay với em á là chú Phúc có đi gặp chị hai của em. Chị nghĩ vậy nè. Em nên gọi cho chị hai em đi. Biết đâu á gọi xong rồi sẽ biết được lý do hai người chia tay nhau. Nhưng mà nếu chị của em có đi gặp anh Phúc thì chị em phải nói cho em biết chứ. Thì đương nhiên là phải giấu em rồi. Tại vì chị hai em thương em, không muốn em khổ, em hiểu không? Giống như chị nè, tự nhiên bây giờ chị cũng lén chút Phúc đi gặp em đó thôi. Ok, hiểu chưa? Dạ, chị đợi em xíu nha. Chị, anh ta hứa sẽ không nói gì rồi mà. Anh ta đã nói với em những gì? Tại sao chị lại gọi cho anh? Chị và anh nó nói những gì? Chị nói rõ, chị nói hết cho em nghe đi. Không muốn thấy em chịu thiệt thòi. Người đó đã một đời vợ và còn có con luôn rồi. Dù cho chị không nói gì thì người đó cũng phải biết thân biết phận của mình chứ. Tại sao chị lại nói với anh như vậy? Sao chị không có nói gì cho em biết hết vậy? Tại sao chị làm vậy với em? Tại vì tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ bộ. Mà tự nhiên ngu ngốc chồng đầu vô cái người đã có gia đình rồi. Nói vậy còn không có gì đặc biệt nữa chứ. Xe thì hư mà không có đồ nghề sao sửa. Đã nói là mới lấy xe ngày hôm nay mà. Nói hoài. Đó, em thấy chị nói đúng không? Mình chỉ cần logic lại là nó ra kết quả liền à. Mình hỏi một cái là ra liền, em thấy chưa? Bây giờ á, mọi chuyện nó sáng tỏ rồi. Quyền lựa chọn là của em. Em tính là sao? Em phải giữ chút Phúc lại chứ, đúng không? Không được nữa đâu chị ơi. Sao vậy? Gia đình em không cho hả? Tại vì thời gian đó em không có nghĩ gì trong đầu hết. Cho nên em làm nhiều chuyện có lỗi với anh Phúc lắm chị à. Bây giờ cho dù muốn quay lại cũng không được đâu chị. Em chưa thử mà em muốn từ bỏ rồi hả? Nếu chị mà là em á, chị không có dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Mình là phụ nữ hiện đại mà em. Sao có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình được, đúng không?
số lượng rồi hả? Để coi thử đã. Xe hư quá rồi, gọi trung tâm tới đi. Nhưng mà bây giờ mình đâu còn ở trong thành phố nữa đâu. Thì bây giờ mình gọi nó tới, bất quá thì mình đưa ít tiền nữa. Chứ không lẽ bây giờ đẩy xe về Sài Gòn hả? Anh ơi. Hả? Anh có biết tại sao em muốn anh cõng em không? Tại sao? Để cho em đỡ phải đi bộ mỗi chân. Vậy thì trước hay sao không nói sớm? Để anh cõng em đi, em đỡ mệt rồi. Như vậy là anh nói đó nha, kể từ ngày mai em sẽ bắt anh cõng em hoài luôn. Anh hối hận rồi hả anh Phúc? Anh hối hận rồi phải không? Đâu có. Tại vì anh đang suy nghĩ á. Suy nghĩ kiếm bài hát gì tặng cho em á. Anh hát đi. Vậy anh hát nha. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Nếu chị mà là em á, chị không có dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Có số điện thoại của trung tâm sửa xe không vậy? Mấy em không có hả? Không có. Ủa điện thoại nó mất tiêu rồi. Cái gì? Điện thoại mất tiêu rồi. Ở bên em cũng không có. Để đâu ta? Sao tự nhiên điện thoại anh để ở đây vậy ta? Kim Chi ơi! Mất tiêu rồi ta. Diệu Hiền gọi nè. Nghe đi. Alo, alo Kim Chi hả? Có anh Phúc ở đó không bà? Anh Phúc? Không đâu, đâu có đâu. Tại alo. Sao tự nhiên hết tiền ở lúc này vậy trời? Ủa sao tự nhiên mở cúp máy rồi? Để em gọi lại cho bà hả? Thôi khỏi đi. Chắc là cổ gọi quan tâm coi thử em sao rồi thôi. Lo gọi số tổng đài, kiếm số trung tâm đi. Mà không được. Lấy điện thoại anh Phúc gọi cho Kim Chi, rồi mất công Kim Chi hiểu lầm nữa. Trơn vậy trời, hay là người ta ngủ hết trơn rồi? Thôi được rồi, em ngồi đây nha. Anh nè, anh đi đâu vậy? Thì anh đi lên trên khúc trên coi có chỗ nào sửa xe không. Anh định bỏ em ngồi ở đây mình hả? Thì em cứ ngồi đây đi, rồi nhớ khóa cửa xe cẩn thận nghe chưa. Không có được đâu, em ngồi ở đây mình lỡ có chuyện gì sao? Để em đi chung với chứ. Đi chung cái gì, bây giờ giữa đêm trời lạnh lắm,
Chứ lỡ em ngồi đây mà có chuyện gì thì sao? Em đâu biết phải làm sao đâu. Được rồi, đi thì đi. Sao đi từ nãy giờ mà không thấy cái nhà nó hết trơn hay trời? Em sao vậy? Em có sao không? Thôi được rồi, lên anh cổng. Em đi được mà. Không sao đâu, lên đi. Anh ơi, đừng đóng cửa anh ơi. Anh ơi, đừng đóng cửa anh. Có gì không anh chị? Anh, làm ơn cho em hỏi, ở gần đây có chỗ nào sửa xe hơi không anh? Có, mà giờ này thầy thợ nó nghỉ hết ráo rồi. Muốn gì thì phải sáng mai. Vậy bây giờ phải làm sao ta? Nhà tôi có cho thuê phòng trọ anh à. Anh chị có muốn ở không thì vô, 300 ngàn một đêm. Cái gì? 300 ngàn đêm hả? Sao mắc quá vậy? Ừ, không sao đâu, mình ở tạm một đêm đi, rồi sáng mai mình tính. Alo. Anh chị muốn lấy mấy phòng? Ờ, một phòng thôi, lấy một phòng thôi. Alo. Vô đi. Dạ. Alo. Ai vậy em? Không biết nữa, số lạ gọi mà sao không chịu nói gì hết trơn á. Alo. Ai gọi vậy ạ? Chắc người ta lộn số á. Thôi đi vô đi. Em vô được không? Để anh cổng cho. Được mà, em đi được mà. Ờ. Cô lại thử siêu thị 24 giờ coi nó có bán cạc điện thoại di động không. Dạ. Anh không gọi về nhà hả? Em cho mượn điện thoại nè. Không cần đâu. Lỡ có ai cần cái gì gấp thì sao? Chắc không đâu. Ngày mai mình về sớm mà. Tôi ngủ ở nhà bạn. Bà ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Nè. Alo. Bà có nghe tôi nói gì không vậy? À, tôi nghe nè. Bà đi chơi vui vẻ nha. Thank you.
ngủ chưa vậy? Có chuyện gì hả? Thì về chuyến đi của tụi mình ngày hôm nay á. Em nói chuyến đi ngoài dự tính này hả? Ừ. Từ hồi mình yêu nhau cho tới lúc cưới, đã bao nhiêu lần á, hai đứa dự tính đi chơi xa mà có bao giờ đi được đâu. Vậy mà thì người tính đó bằng trời tính. Thôi, em ngủ đi. Còn mấy tiếng trời sáng rồi đó. Nhắm mắt đi. Ừ. Anh ngủ ngon nha. Sao mẹ cứ xâm lấn vô đời tư của con hoài vậy? Mẹ cứ vậy hoài con bỏ nhà đi thiệt á. Thì con sẽ bỏ ra ngoài cho mẹ cả nhà biết luôn. Thôi mẹ, tính ra vậy là nếu mà bà tắm gai mà ra được cho bà hận bà dữ lắm mày. Đó lần trước lúc mà con mẹ ập vô trong phòng bà của ba đó nhớ không? Bà nhìn vô rồi á. Đức ghê. Có khi nào em mốt bà vượt ngục thêm lần nữa bà qua đây tìm ba không ta? Trời đất ơi, chơi cái trò gì vậy con? Ê, cái gì vậy? Ông mà la là tôi sẽ giết ông. Mày tao ơi, cái gì vậy? Từ từ nói chứ. Trời ơi, mày tao ơi, có sự hiểu lầm gì đâu đây thôi. Tôi phải giết ông để tôi trả thù. Đón xem tập 97 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 5 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Gia đình là số 1. 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 Hey.